Em Minh, kỹ sư GEC chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về lưu ý chất lượng lớp nát. Lớp nát phải đảm bảo các yêu cầu về độ cao, độ phẳng, độ dốc, độ dính kết phối hợp với độ bền. Chiều dày vật liệu gắn kết, bề rộng mạch nát, màu sắc, hoa văn, hình dáng trang trí. Nếu mạch nát là các viên đá thiên nhiên, nên chọn đá để các viên liền kề nhau có màu sắc và đường vân hài hòa. Với gạch nát dùng vữa, làm vật liệu gắn kết phải được trải đều trên lớp nền để đảm bảo giữa viên gạch và lớp nền được lót đầy vữa. Mặt nát của tấm sàn gỗ không được có vết nứt, cong vênh. Mặt nát của tấm nát nệm mềm không được phồng rộp, nhăn nheo. Với các viên nát phải cắt, việc cắt và mài các cạnh phải theo đảm bảo đường cắt gọn và mạch ghép phẳng đều. Mạch giữa các viên nát gạch nát và giữa gạch nát với tường phải được lấp đầy chất làm đầy mạch. Dung sai trên mạch nát không vượt quá dung sai cho phép. Hy vọng video của mình sẽ giúp mọi người có thêm kinh nghiệm để việc xây nhà của mọi người dễ dàng hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người có bất kỳ vấn đề nào về xây dựng hãy liên hệ qua số điện thoại 0986 184 402 để được giải đáp mọi thắc mắc miễn phí. Chị Minh GEC, xây nhà cùng bạn.